xin chào mọi người đã đến với tin Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại việt nam cái video này chỉ dành cho những cái bạn nào uh, thắc mắc về cold wallet uh, không biết mua nó ở đâu và làm sao để xác thực cái uh, cái cái wallet của mình đó. lúc nó tới rồi đó là nó nó có bị xâm chạm vào chưa ok và cái video này chỉ dành cho cái anh uh, san tú anh hỏi mình uh, cũng đâu cũng uh, một hai ngày rồi ok và mình không có thời gian để làm cái video thì uh, bây giờ mình trả lời luôn anh nghe và cái video này dành cho anh và cho những người nào mà muốn hiểu biết về ví lạnh nghe uh, thì trước khi mình vô cái video mình hiện tả ví lạnh là như thế nào ví lạnh là một cái sự giữ tiền điện tử tiền mã hóa một cách an toàn nhất hiện tại nghe uh, có nghĩa là nó không có nó nằm nó không nằm ở trên một cái sàn nào hết và nó cũng không nằm ở trên mạng internet mà nó nằm riêng biệt ở dưới. Bởi vì vậy những người hacker mà để vô nó thì không có không cách có nào. Nghe. Bởi vì vậy nó là một cách an toàn nhất. Thì cái vi lạnh dùng để cho bạn mua để bạn giữ lâu dài. Còn mà nếu bạn mua vô bán ra thì bạn nên dùng cái nền tảng à, Binance. <laughs> mình mở lên mà nó không lên. Binance. OK. À, tại vì mình uh, Binance là nó là một cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới ngay bây giờ, một cái sự uy tín nhất ngay bây giờ. Ok. À, một ngày nó chiếm khoảng cỡ 70 cho tới 80% trăm à, tiền giao dịch thì nằm ở trên Binance. Nghe, và nó là một người gọi là tuyên một một cái công ty gọi là hay ho nhất, nghe vừa rồi nó nó mới đẩy ra cái cái gọi là proof of reserve á, là chứng tỏ cái tài sản của bạn nằm trên cái nền tảng này á, nó nằm ở trên đó chứ nó không đem ra nó nó mua bán và nó làm những thứ mà FTX vừa rồi đã làm, ok? thì nếu bạn muốn giữ mà mua vô bán ra mua vô bán ra, à, bạn không có giữ lâu dài á, thì dùng bài cái đó là cái lời khuyên của mình, ok? nên bạn nên học sâu xa về bài nên trước khi mình bỏ cái đồng tiền của bạn lên, ok? À, về bài thì là có nghĩa là bạn dùng một cái thẻ tín dụng, bạn mua USDT, sau đó bạn chuyển USDT vô cái ví của bạn, rồi sau đó bạn có thể mua bán bất cứ một cái đồng nào và nó cũng rất là dễ nếu bạn muốn bán cái đồng đó mà rút vô cái tiền mặt tiền tệ tiền Việt Nam thì nó cũng cực kỳ kỳ dễ Nếu mà bạn có thể lấy những cái thông tin đó ở trên mạng làm sao để mở ví hay là tất cả mọi thứ thì bạn có thể coi trên mạng cứ ứng là nó lên nè Còn nếu mà bạn không biết thì cứ nhắn cho mình Rồi mình sẽ làm một cái video hướng dẫn về cái biến ở vấn đề đó cho bạn okay. ok thì cái video này sẽ dành cho anh San tu Uh, không biết mình đọc có tên có sai không nhưng mà cái dành cho dành danh ok đấy là cái ví đầu tiên ok thì uh, ledger thì mua mua ở đâu mua chính công ty của nó cái công ty của nó thì là nó ở không phải ở Việt Nam nó có thể ship về Việt Nam cho bạn ok phải tốn một thời gian dài ok uh, hoặc uh, nếu bạn có một, uh, uh, anh em nào ở cái nước nó hay là ở bên Mỹ thì nó sẽ gửi về bên Mỹ rồi sau đó bên Mỹ gửi về đây Nhớ à, nếu mà bên Mỹ gửi về á, Đừng có gửi cái đường bưu điện Tại đường bưu điện nó tốn rất là dài hơn Nếu bạn à, có người quen Người thân ở bên Mỹ á, Kêu người ta bỏ vô một cái à, hộp quà á, Gửi thêm một cái áo Cái quần kem đánh răng làm cái gì đó Thì gửi về Việt Nam á thì nó tốn khoảng tầm 10 ngày 7 ngày, 7 ngày tới 10 ngày là bạn có thể nhận được nó rồi Thì đây là ledger cái ví này nó có hai cái, nghe ví này và ví này. Ví lớn này á đợn, đợn được nhiều hơn Nghe đợn được nhiều hơn và nó có thể dùng được wifi Nhưng mà mình uh, để chắc chắc chắn thì mình không dùng wifi Nghe cái ví này ok Và nó rất là dễ sử dụng nghe uh, Nó có những cái video hướng dẫn bạn sử dụng như thế nào Để để mở ví rồi ra rồi đó Thì bạn cứ đi theo nó Đơn giản là vậy nha uh, cái, cái cái chỗ trang nào nó cũng có kinh uh, dịch và tiếng Việt đó Bạn cứ đi theo uh, chuyển, nó, chuyển hóa nó thành tiếng Việt Rồi cứ nghe theo thôi nha thì đó là cái cái ví đầu tiên Ledger. Cái ví thứ hai là được tin cậy uh, nhất, ok. Ví này tin cậy hơn ví kia nữa nha ok. Nó rất là đơn giản, ok. Nó rất là đơn giản để sử dụng. Nó không có wifi hay là bất cứ một cái gì đó hết. nhưng cái uh, thì uh, treasure, ok. Thì bạn cũng có thể lên trang web, trang web này order và có thể gửi về Việt Nam hay là gửi về bên Mỹ hay là mỗi một cái nước nào đó rồi từ bên đó gửi về, uh, bỏ vô một hộp quà rồi gửi về thì vậy đó, ok. Uh, về gói đồ đó thì bạn nên gói cho nó kỹ càng, gói cho nó kỹ càng, có thể bọc uh, giấy bạc hay là bỏ vô một cái một cái cái hộp khác hay là cái gì đó cho nó kỹ càng. Bởi vì lúc bạn gửi về á, nghe, bạn gửi về thì uh, lúc mà nó đi qua cái máy chạy ở Việt Nam này á, thì người ta có thể phát hiện, nghe, người ta phát hiện ra uh, trước đây uh, cái trường hợp đó đã dính với mình, người ta phát hiện thì người ta sẽ gọi mình. Uh, đáng lẽ là bạn phải đóng thuế, đóng má, đồ gì đó, lung tung xin ngầu hết đó, nhưng mà uh, mình thì không có đóng ok trước đây thì không có đóng ok thì bạn cứ gửi về uh, bỏ nó cho một cái hộp gì đó nhé rồi gửi về thôi ok gửi về bỏ cho kỹ càng nghe gửi về ok hay là có một người nào đi từ bên đó về đúng không đi du lịch về thì cứ thể cầm về cho bạn một cách rất là dễ dàng đơn giản được thôi ok thì đó đây là cái ví đây là nó 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 rất là dễ sử dụng ok và đây là cái giá của nó đây là 67 đô này còn cái thằng này thì nó mắc hơn nha thằng này nó giữ được nhiều nhiều đồng hơn ok thì đơn giản à, thằng mắc hơn thì giữ được nó tới hai trăm mấy lần nếu cái tài sản của bạn là có một cái tài sản lớn thì nên dùng cái ví này đúng không còn và bạn coi chỉ có vài trăm đô thôi thì dùng cái này là đủ rồi nha vậy okay. đó là hai cái ví mà tốt nhất ví lạnh tốt nhất ngay bây giờ ngay bây giờ ok để bạn muốn giữ nó dài hạn đây mình sẽ bỏ hai cái lính này cho bạn ở dưới cái cái màn hình này thì lúc bạn mua về á, thì bạn phải kiểm tra nó nó có ai xâm nhập vào nó rồi bỏ lung tung xì ngầu vô đó lúc bạn bỏ tiền vô đó là nó chạy thẳng tới cái túi cái ví của người khác nghe thì bạn phải và kiểm tra cái ví của bạn có ai có thể đụng đụng chưa ok thì đây là một cái link và đây là một cái ảnh hưởng hướng dẫn về cái việc này ok anh có tới 10 người 10 ngàn người đăng ký ảnh lực ok thì bạn cứ uh, dùng cái video này để đi theo uh, đây là để mình chơi cái này cái đợi thì cái ví này, cái riêng cái thằng này á thì nó nó giải thích về cái Trezor nghe Wallet à, coi thử có, có ai xâm chạm vô chưa Ok Thì ai xâm chạm vô chưa thì cái này để dùng cái, cái link này để để bạn kiểm tra luôn Ok Thì hai cái ví, đây là hai cái hướng dẫn Trước khi mình chuyển tiền của mình vô những cái ví đó thì mình phải kiểm tra cái ví nó có ai xâm chạm vô chưa Đơn giản là vậy Nghe à, Cách mang về thì có thể là người ta mua ở bên Mỹ Ok à, Bên Mỹ thì nếu mà bạn có bạn ở bên Mỹ thì um, có thể là bạn cũng không cần mua ở trên hai cái trang web này, ok? Tại vì biết trước đây mình mua hai cái trang web này nó cũng tốn một thời gian uh, gửi về, uh, nó nó có vài cách, ok? Là bạn có thể mua từ cái trang này mấy cái hai cái trang này gửi thẳng về Việt Nam cũng được, ok? Là cái đó là cái trường hợp mình đã mình đã làm nhưng mà lúc mà nó gửi về Việt Nam á, thì nó qua hải quan nó đánh thuế rồi mệt lắm, ok? cái Cách mà đơn giản nhất á, là nếu mà có ai về Việt Nam ngay bây giờ thì người ta cầm về cho bạn gửi về cái địa chỉ người đó người đó cầm về cho bạn ok hoặc người đó có thể tới giống như là best buy best buy á, nó bán ở bên mỹ bên mỹ nha riêng bên mỹ thì mình biết bên mỹ thôi best buy nó có bán những cái này ok và những cái cái chỗ đó là một cái chỗ rất là uy tín một cái chỗ mà uy tín để mua được ok rồi mua về ok cầm về cho bạn hay là người bên đó gửi về cho bạn cũng được mà gửi qua một cái hộp quà Chờ, phải gói vô một cái hộp quà gửi thêm kem đánh răng quần áo hay là tất cả mọi thứ khác À, một cái hộp nhỏ nhỏ thôi đúng okay. không? À, chứ mà gửi riêng biệt nó về thôi á, thì người ta sẽ qua cái hệ thống uh, kiểm duyệt á người ta sẽ thấy và người ta sẽ đánh thuế rồi người ta hỏi lung tung xì ngầu á. không biết um, riêng mình mình trước đây thì người ta không hỏi thuế má gì hết mà người ta gọi người ta hỏi lung tung xì ngầu về về cái này hết thì không không đây này nó gửi về Việt Nam được luôn nè ok đừng gửi thẳng ok cái đó là lời khuyên của mình mệt lắm ok thì đó ok thì đó là cái câu trả lời cho anh sang tu ok Uh, về về cái vấn đề uh, uh, ví ví lạnh. Còn cái cái sàn Binance và uh, Coinbase ngay bây giờ á, thì anh biết là nó nó vẫn ok. Robinhood á thì uh, thì nó mình uh, bởi vì thằng FTX nó có đầu tư vô một vốn rất khá đâu 25% vô Robinhood á thì mình mình không chơi. Mình chơi không chơi với nó ok mình không chơi với nó. Và Coinbase nếu mình cần mình nếu mà anh, anh có nghĩa là chắc anh đang ở Mỹ thì anh cũng có thể dùng 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 uh, dùng Coinbase nhà. Nhưng mà được có một cái là, là anh dùng Coinbase nó đánh thuế. Nó có những cái phương pháp nhà nếu mà anh có vẫn có quốc tịch Việt Nam, có chứng minh Việt Nam thì anh nên tạo một cái ví gọi là ví Binance, Binance chứ không phải là Binance US. Binance US em nghĩ nó vẫn đánh thuế. Ok, Binance bình thường không thôi á. Ok. Nhưng mà biết là anh có thể là nếu anh ở bên Mỹ nghe ăn anh Việt Nam thì thoải mái. Ok, à, sử dụng thoải mái nếu anh ở bên Mỹ mà anh dùng Binance không thôi á thì bên đó không dùng được. Không dùng được nha. Vô à, hệ thống Binance ở bên Mỹ thì không dùng được. Nhưng mà nó có những cái trang anh phải tới những cái trang đó để anh kết nối với trang Binance ở Việt Nam này, ở châu ở châu Á này. Thì nếu mà anh sử, à, sử dụng dùng cái sàn Binance ở châu Á không thôi á chứ không phải là Binance US nha, yeah. khác khác nhau rất là khác nhau. Thì anh sẽ không bị đánh thuế. Thì đó là một cái một cách ok à, một cách có thể sử dụng để không những cái người ở Mỹ mua bán dùng sàn Binance ở châu Á này mà không bị đánh thuế ok à, à, thì cái đó là um, một cái cách ok ok đơn giản vậy thôi mình tên là Daniel tới từ tiền ở Canada kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam à, xin chào mọi người